Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 17 tháng 5. Hôm nay Vườn Ăn Hà Nội có về rất là nhiều các mặt hàng đẹp các bác nhé. Hôm nay nhà em có đen rô này, đẹp tuyệt vời luôn. Mầm này, mầm đỏ, hồng đẹp tuyệt vời các bác ạ. Ngoài ra thì em có sơn thủy tiên họng đột biến, đậm màu các bác nhé. Các loại địa lan, tam bảo sắc trắng, các dòng phi điệp đang có nụ. Thì mong là được sự ủng hộ nhiệt tình của các bác. À, ngoài ra thì có cả trầm nữa các bạn, trầm rất là thơm, hoa màu tím. Thì các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 55 3232 hoặc số điện thoại là 0932 29 2299. Cả hai số điện thoại trên nhà em đều có Zalo các bác nhé. Các bác có thể nhắn tin điện thoại hoặc nhắn tin Zalo cũng được. Thì trước tiên đầu video thì em mời các bác ngắm một cái lô đen rô úc hibiki rất là đẹp luôn các bác nhé, với những cái mầm của nó rất là xinh luôn các bác ơi, rất là xinh luôn ạ. Mầm đây rồi đẹp lắm, có cả những cái mầm bạch tạng luôn và có cả những cái mầm màu tím đỏ rất là đẹp các bác nhé. Người này màu này gọi là cái màu gì các bác nhỉ, tím đỏ à? Tím đỏ, tím hồng đấy, rất là xinh như thế này đấy. Thì hôm nay nhà em về cũng được 50 cây, 50 chậu đen rô úc hibiki các bác nhé, rất là đẹp luôn. Và trước tiên là em mời các bác ngắm cái hoa của cây. Cây này thì thực sự luôn là các bác ạ, hoa của nó phải nói là thơm kinh khủng khiếp các bác nhé, thơm kinh khủng khiếp, thơm cực kỳ thơm luôn. Cây này các bác nào mà chơi hoa nếu mà không thơm thì em đền cho các bác 1.000 lần luôn. Phải nói là siêu thơm các bác nhé, siêu thơm luôn. Nó thơm hơn đen rô xuân các bác nhé. Và hoa của nó rất là nhiều như các bác thấy này. Một chùm hoa của nó có rất là nhiều như thế này. Đấy, rất là nhiều hoa trên một chậu các bác nhé. Hàng này là hoa chơi Tết chuẩn luôn. Như Tết năm ngoái là em cũng có chia sẻ rồi đấy ạ. Về đúng một lần và chia sẻ xong là hết hàng luôn. Đấy, thì hôm nay nhà em có về. Và các bác ơi, hoa của cây đúng như cái màu này luôn này các bác ạ. Màu của hoa ấy, đúng cái màu này luôn. Đấy, bởi vì cây này em đã bán rồi. Bác nào mà mua hay mua của em kiểu gì cũng nhìn thấy em quay cây này rồi. Cái đợt mà trước Tết năm ngoái ấy. Thế sau đó là cũng không có hàng nữa các bác ạ. Về đúng một lần về đúng một lần duy nhất trong một cuộc tình. Đấy, cây thì thực ra là một chậu thì cũng tương đối nhiều cây. Nhưng mà cây thì cũng không to và chậu cũng không to các bác nhá. Chậu cũng không to lắm đâu. Đấy, nó như màn hình ấy. Nói chung là được cài lọ rất là đẹp. Đấy, thì một chậu bình thường như trước ấy, là toàn 200.000 một chậu. Nhưng riêng ngày hôm nay, ngày hôm nay em mua được cái lô này em để cho các bác với giá chỉ có là 130.000 cho một chậu nhá các bác nhá. Chỉ có 130.000 cho một chậu thôi. Và bác nào mua 3 chậu tức là 390.000 thì em sẽ bao ship các bác nhá. Đấy, riêng ngày hôm nay bác nào mua 3 chậu này em sẽ bao ship 130 một chậu. Và cây này thì em đảm bảo với các bác mua xong về các bác phê luôn. Đấy, thực ra là chậu lạo có mầm các bác nhá. Đấy, chậu lạo mầm của nó đỏ rực rỡ luôn, tím đỏ hồng. Màu hoa đúng như này các bác ạ. Và cây này hoa thơm đỉnh của chóp các bác nhá. Thơm lắm là thơm luôn. Nếu như để mà nói là em thấy là nó thơm nhất trong các cái dòng đen rô các bác ạ. Thơm lắm. Đây, mầm đây. Có những cái mầm thì nó còn được cả mầm trắng luôn các bạn. Mầm trắng thì rất là ít, thỉnh thoảng mới có chậu mầm trắng thôi. Chứ còn đâu là mầm tím đỏ này, đẹp tuyệt vời. Đấy, một chậu thì nó cứ trung bình như thế này các bác nhá. Một chậu nó trung bình như thế này này. Nó cũng không to, chậu không to nhưng mà được cái là nó cũng tương đối nhiều cây. Và cây này thì dễ ra hoa lắm các bác ạ. Hoa lở Tết các bác nhá, hoa chơi cả tháng luôn. Rất là đẹp và rất là bền. Đấy, chỉ có 130 một chậu các bác nhá. Số lượng có 50 chậu thôi. Em vừa về xong đây này. Vừa về sáng nay xong. Đấy, chỉ có 130 một chậu, mua 3 chậu là 390.000 thì em sẽ bao ship các bác nhé. Còn tất cả các đơn hàng nhà em bán là không bao ship đâu các bác. Đấy, tiếp đến thì em sẽ mời các bác ngắm những cái mã phi điệp. Những cái mã phi điệp rất là đẹp luôn. Những cái cây phi điệp tím, phi điệp 5 cánh trắng và rất là nhiều các cái loại khác. Thì đầu tiên em mời các bác ngắm một cái cây 5 cánh trắng. 5 cánh trắng này là 5 cánh trắng Minh Vũ các bác nhé. Cây đang có nụ rất là nhiều. Một chậu thì đây các bác ơi. Đấy, rất là nhiều mầm gốc nhá. Mã này là C13, C13 của em đây. Chậu to và đẹp và rất là nhiều thân các bác nhá. Thân hoa đây này. 4 thân có lụ có hoa. Đấy, 4 thân có lụ có hoa luôn. Mầm gốc rất là nhiều. Mã C3 là C13 là em chia sẻ về giá là 350 các bác nhá. 5 cánh trắng Minh Vũ. À, tiếp đến là em có một chậu mắt mờ Hải Dương này. Một chậu mắt mờ Hải Dương với cái nụ đây đang có lụ ngầu, thân hoa của nó dài được khoảng độ tầm 70-80 cm rồi các bác nhá. Còn một thân bên này chưa ra nụ này. Đấy, mầm gốc rất là ok. Chậu mắt mờ Hải Dương là C12 với giá là 200.000 các bác nhá. 200.000, hai cái mầm gốc rất là xinh luôn. 200.000.
Tiếp đến thì em có một cái chậu nhất chi long rất là đẹp C14 này, rất là nhiều nụ luôn. Chậu này của em thì đang có 3 cái dây lụ, phải nói là toàn lụ là lụ các bác nhá. Lụ rất là nhiều luôn, 3 dây lụ dài, dài khoảng độ tầm 80 phân. Đấy, khoảng tầm ý. Và mầm gốc đây rất là đẹp luôn nhá. Chậu này là C14 với giá là 300.000. 300.000, to đùng các bác ạ, to đùng luôn. Rất là đẹp. Đây, em sẽ đặt nền gạch 50 để các bác tưởng tượng này. Đấy, lên gạch 50 các bác nhá. Đấy, rất là dài và rất là đẹp luôn. 300.000 C14. Tiếp đến thì em có một cái chậu mắt cua này, một chậu mắt cua này. Chậu này đang có là hai thân đang có lụ các bác nhá. Một thân bên này này và một thân bên này này. Chậu mắt cua này là C15. Em chia sẻ là 100.000 các bác nhá, 100.000. Đấy, bác nào thích cước rẻ thì bỏ chậu nhổ gửi cây, còn thích gửi cả chậu cũng được nhá, 100.000. Lên một chậu tiếp theo là một chậu phi điệp cát bà, một chậu phi điệp cát bà rất là đẹp, 100.000 luôn, C16 các bác nhá. Đấy, C16 cánh rất là bay luôn này. Đấy, C16 100k các bác nhá. 100k. Em còn một chậu này nữa đây. Em quên không mang xuống các bác ạ. Chậu này là chậu phi điệp mất mắt hồng đẹp tuyệt vời các bác ạ. Cây này năm ngoái là em vẫn bán ki là 300.000 một ki luôn. Đấy, em quên không mang xuống, lại không quay được rồi. Đấy, chậu đây, mầm gốc ok hết các bác nhá. Phi điệp mất mắt đây, các bác nhìn này, hồng mất mắt nhá, thấy chưa? Không có mắt luôn. Rất là đẹp luôn các bác, cây này. Đấy, bác nào lấy cây này thì chốt cho em là cây hồng mất mắt nhá. Cây này thì đấy, các bác có mầm gốc ở trên kìa, hai cái mầm gốc nhá. Thì chậu này em để cho các bác là hồng mất mắt là 150 nhá, 150. Rất là đẹp luôn, em quên không bỏ xuống. Đây. Mầm gốc cũng đẹp lắm. Đấy, 150 nhá. Đến một chậu C17 mít Văn Sơn này, rất là đẹp luôn này. Đây, siêu mít luôn. Cái giống này thì hoa đẹp và lá cũng đẹp luôn các bác nhá, siêu mít mầm dài và đẹp luôn này. Mít tròn luôn. Đấy, thân nụ của nó đây, ki này, đẹp chưa? Đấy, giá là 300.000 C17 nhá, nụ này. Nụ tròn bầu luôn. 300.000 cho C17, hai thân nụ các bác nhá, hai thân nụ, hai dây nụ luôn. Đấy, mít Văn Sơn hay còn gọi là mít bà cụ các bác nhá, C17 300.000, 300.000 này, hai cái thân nụ, hai cái dây nụ là kinh khủng khiếp luôn. Rất là đẹp. Lên một mã tiếp theo là một chậu phi điệp năm cánh trắng. Đây ạ, mã số C18 năm cánh trắng Nha Trang với giá là 180.000, đang có một thân đang bông các bác nhá, đang bông chưa lở hết đâu, ngày mai là mới lở hết cơ. Đấy, và đang có mầm gốc C18 180.000 năm cánh trắng Nha Trang các bác nhá. Đây ạ, em có một chậu võ tòng này, một chậu năm cánh trắng võ tòng cực kỳ đẹp luôn, lưỡi bệt các bác nhá. Đây ạ, đây, nó chưa lở đâu, nó mới đang chùm chím thôi. Đấy, năm cánh trắng võ tòng các bác nhá. Một chậu duy nhất thôi ạ, rất là đẹp luôn. Đây, thân nụ của nó vẫn còn đây. Và cây này thì ngày mai là mới bắt đầu nở các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, lưỡi bệt luôn này. Năm cánh trắng võ tòng mã số C20 với mầm gốc, 6 cái mầm gốc các bạn, quá là đẹp, quá là tiềm năng luôn. Với giá là 500.000 cho chậu năm cánh trắng võ tòng này các bác nhá, 500.000. Chậu này quá đẹp. Lên một mã tiếp theo, một chậu năm cánh trắng Minh Vũ C19 với giá là 200.000, đang có nụ và có mầm gốc các bác nhá. 200.000 cho chậu năm cánh trắng Minh Vũ. Tiếp đến thì em có một cái lô trầm rất là đẹp và hoa rất là thơm, đang có mầm gốc rất là nhiều, cây khỏe khoắn và em đã treo vườn rất là lâu rồi. Các bác về các bác có thể cứ thế này chơi, hoặc ốp vào lũa, hoặc là cứ thế này cắm vào chậu cũng đẹp các bác nhé. Lô hàng này em đảm bảo với các bác cực kỳ ổn định, tại vì năm ngoái em đã treo từ vườn từ năm ngoái năm kia rồi. Đấy, rất là ổn định luôn các bác nhé. Đây này, hoa thì thơm rực rỡ luôn, thơm ngát ngạt luôn các bác nhé. Đấy, mã trầm số C6. Trầm này nó là trầm Parisi các bác nhá. Trầm này là trầm Parisi. Đấy, Parisi môi tuyết. Đấy, bác nào mà chưa có dòng này thì nhanh tay sưu tầm. Cái cây trầm Parisi môi tuyết thì nó rất là dễ trồng các bác nhá. Đây này, các bác thấy mầm đẻ rất là nhiều và hoa cực kỳ thơm luôn, hoa rất là thơm. Thì em hôm nay em có 6 mã như sau. Đầu tiên là mã C6 với giá là 150.000 các bác nhá. 150.000, cây ổn định rồi, ghép vào cục lũa con các bác nhá. Đấy, tiếp tục mã Parisi môi tuyết số C5 với giá cũng chỉ là 150.000 thôi các bác ơi, 150.000 thôi các bác nhá. Hoa thơm lắm là thơm luôn. Đấy, tiếp tục mã số C4 với giá là 150.000 luôn này các bác ơi, 150.000 luôn. Con này còn hơi sơ mi luôn này, rất là đẹp luôn.
Đấy, 150.000 các bác nhá, C4. Mã tiếp theo là mã C3, cũng giá 150.000 các bác nhá. Đấy, rất là đẹp, môi tuyết, môi trái tim, rất là thơm. Nói chung là thơm dã man luôn các bác ạ. À, đây ạ, lên một mã tiếp theo là C2. C2 em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 luôn các bác nhá, 150.000 cho C2. Và cuối cùng là C1, ôi dồi ôi, C1 limit mầm gốc các bạn, limit mầm gốc luôn. C1 này em chia sẻ cũng 150 luôn các bác nhá, 150 luôn. Thế ngoài ra thì em có mấy cái mã trầm rừng Điện Biên, thì em có combo. Bác nào chốt combo này, hai chậu trầm rừng Điện Biên này nhá, combo này nhá. Bác nào lấy hai chậu này em để cho các bác là 100.000 đi, 100.000 đi. Đấy, 100.000 hai chậu trầm rừng Điện Biên nhá. Bác nào chốt thì chốt combo trầm cho em không đánh mã. Chậu này hôm trước em bán là 200.000 luôn này. Đấy, hôm trước bán là 200.000 luôn. Thì đây ạ, một chậu trầm rừng Điện Biên rất là đẹp, nhưng hoa nó hơi tàn rồi, hoa nó hơi tàn rồi. Hoa cánh sáp đẹp lắm. Đây vẫn còn bố hoa này, các bác thấy chưa, tím rất là đậm. Mầm gốc rất là nhiều các bác nhá. Bác nào lấy em để lốt cho các bác 150 trầm rừng Điện Biên. Đấy, bác nào lấy thì cứ chốt cái đấy, bởi vì cái đấy em không có mã. À, tiếp đến thì em có một cái lô chồn trắng này, chồn trắng tinh các bác nhá, chồn trắng tinh. Hôm nay xả hàng thanh lý cho các bác luôn này, thanh lý lỗ luôn. Em mời các bác ngắm cái mặt hoa của cây chồn trắng. Chồn trắng thì ngồng hoa của nó rất là dài các bác nhé, hoa của nó xù lên rất là đẹp. Nói chung là ngồng hoa dài lắm. Thì cây chồn trắng luôn luôn được rất là nhiều bác quan tâm, bởi vì cây chồn thì đã được nhiều người quan tâm rồi, nhưng đặc biệt là cây chồn trắng thì giá nó không hề rẻ các bác nhé. Thì hôm nay em có 5 mã này, em xả thanh lý cho các bác luôn này. Mọi khi em bán là 250 cho một giò 2 cây, thì hôm nay có một ít em thanh lý cho các bác nhé. C11 này có một cây thôi, với giá là 160.000. Đấy, lên một mã tiếp theo chồn trắng nhé. Mã tiếp theo là mã C10. C10 là hai cây này, em thanh lý là 200.000 này. C10 này thanh lý 200.000 các bác nhá, một giò 2 cây. Đấy, tiếp theo là mã số C9. C9 cũng 200.000 luôn này, đang tỏi một cái lụ này. Đấy, đang tỏi một cái lụ nhá. 200.000 luôn này, mọi khi em bán 250 đây, hôm nay có một ít em xả thanh lý nhá. Đấy, mã C7 này 200.000 luôn này, C7 200.000 nhá. Và tiếp theo cuối cùng là mã C8 này, C8 hai cây là hơi nhỏ một tí, em để 180.000. 180.000 xả lỗ luôn. Chồn trắng các bác nhá, chồn trắng tinh. À, tiếp đến là em có cây kiều trắng cánh mai này. Kiều trắng cánh mai là 300.000 cho một chậu các bác nhá. Hoa trắng tinh luôn ạ. À, cây này là cây kiều trắng đột biến các bác nhá. Hoa của nó có màu trắng tinh. Đây, em mời các bác ngắm hoa. Đây ạ, à, 300.000 cho một chậu. Cây đang lên mầm rất là khỏe luôn. Đấy, kiều trắng cánh mai 300.000 một chậu. À, tiếp đến thì em có cây tam bảo sắc hoa trắng đột biến các bác nhá. Tam bảo sắc hoa trắng tinh. Em mời các bác ngắm cái mặt hoa của cây tam bảo sắc hoa trắng các bác nhá. Hoa trắng rất là thơm, ngồng hoa của nó thì thơm, phải nói là thơm, tuyệt vời thơm luôn các bác ạ. Đây ạ, mặt hoa của cây tam bảo sắc trắng đây, thơm lắm. Và cây đây, đầu tiên là mã số B22. B22 này thì em chia sẻ với giá là 250.000. 250.000 cho B22 này các bác nhá. B22, 250.000. Đấy, lên một mã tiếp theo là mã số B23 với giá là 280.000. Đấy, cây lạo có lụ luôn các bác nhá, ngồng lụ rất là dài, cây to và đẹp luôn, 280.000. Đấy, tiếp theo là mã này. Mã này là mã số B24. B24 cây rất là dài và đẹp, nhưng có một cái sẹo ở đây, em để cho các bác thanh lý 250. Cây to và đẹp luôn nhá, lụ rất là dài. Đấy, 250 cho cây tam bảo sắc trắng. À, tiếp đến là cây này là một cây siêu phẩm luôn này. B21 này với giá là 300.000 các bác nhá. B21 này 300.000 này. Đấy, rất là đẹp luôn, cây to và cao và đang có lụ nhá, 300.000. Đấy, tiếp đến thì em có mấy cái mã bạch ngọc ngân biên. Bạch ngọc ngân biên hoa trắng tinh các bác nhá, địa lan. Hoa của nó có màu trắng tinh luôn và hoa rất là thơm. Bạch ngọc ngân biên mã B18 này em chia sẻ với giá là 250 nhá. Cây đang lên mầm hết rồi này. Đấy, 250 cho B18. Và mã B19 này của em thì đang có hai dề các bác nhá, hai dề. Em chia sẻ về giá là 200.000, 200.000 cho B19. À, địa lan bạch ngọc ngân biên hoa màu trắng tinh các bác nhá, hoa thơm cực kỳ luôn. À, tiếp đến em có một chậu hương cát cát này. Có một chậu hương cát cát em xả lốt cho các bác này. 180 nhá, bác nào lấy chậu hương cát cát này chốt 180 cho em, hoa của nó có màu vàng. Đấy, đại mạc lá biên này. Đại mạc lá biên này, chậu đang lên mầm rất là đẹp, chậu to đùng này, 200.000 cho một chậu các bác nhé, 200.000 cho một chậu đại mạc lá biên. Đấy, tiếp tục là cái cây hoàng đế xanh các bác nhé, hoàng đế xanh này. Em mời các bác ngắm cái mặt hoa của cây hoàng đế xanh. Đấy, cái lụ của nó phát tài luôn, rất là đẹp các bác nhé, chậu thì chậu to đùng luôn. Đây là chậu to đùng luôn này. Em chia sẻ về giá là 220 cho một chậu hoàng đế xanh, siêu to khổng lồ các bác nhé, siêu to khổng lồ, 220 cho một chậu.
Tiếp đến là hoàng đại đế này, hoàng đại đế này hoa rất là đẹp, cây này thì rất là hiếm luôn, 300.000 cho một chậu hoàng đại đế đang có bông các bác nhá. Tiếp đến thì hồng thảo, hồng hà hôm nay tiếp tục thanh lý này, hôm qua có 5 chậu thanh lý thì hôm nay còn 3 chậu em thanh lý lốt nhá. Cây hồng thảo hồng hà bình thường em bán 300.000 một chậu là cây bé như thế này thôi này. Còn cây trưởng thành như đang có ảnh này thì giá của người ta là rơi vào 1,5 triệu một thân cơ. Đấy thì hôm nay em có em xả lốt nhá, xả lốt còn 3 cây em thanh lý lốt này. Mã số 2, hồng thảo hồng hà mã số 2 này. Để em để ra đây các bác nhìn cho dễ này. Mã số 2 em thanh lý là 150.000 mã số 2. Đấy, mã số 3 em thanh lý là 230.000. Mỗi khi là em bán là hơi khó nhìn đúng không? Nó hơi lóa do là sáng nó lắng. Đây ạ, 230.000 cho mã số 3. Và mã số 4 là 250.000 các bác nhé. Mã số 4 là 250.000. Đấy, em thanh lý 3 cây này. Tiếp đến thì em có cây sen hồng thần hà là 280 một chậu các bác nhé. Sen hồng thần hà, cánh sen lưỡi bệt 280 một chậu. Đấy, tiếp đến thì em sẽ có cây thiên thảo tuyết sơn này, thiên thảo tuyết sơn này 450 cho một chậu. Đấy, 450 một chậu, bác là mua lửa chậu cũng bán nhá, mua lửa chậu cũng bán luôn. Cây đang lên mầm rất là khỏe luôn, thiên thảo tuyết sơn một dòng chun lan. Hoa thơm cực kỳ các bác nhá, siêu thơm luôn, hoa rất là đẹp luôn này. Đấy, thiên thảo tuyết sơn 450 một chậu, bác là mua lửa chậu cũng bán luôn các bác nhá. Bác là mua lửa chậu em sẽ tách cho các bác. Tiếp đến thì em có cái cây mãn trường hồng, mặt hoa đây ạ. Mọi khi em bán 450 cho một chậu. Hôm nay em còn 2 chậu em cũng xả thanh lý lốt nhá. Nói chung mấy cái cây này em còn ít thì em thanh lý lốt cho các bác thôi. Mã số B27 350 nhá. B27 350 mãn trường hồng này. Cây này mầm đang lên rất là nhiều các bác thấy chưa? Mầm này đấy, mầm rất là nhiều luôn. 350 nhá, 350 cho B27 và B26 này em bán 280 lốt này, thanh lý lốt 280 cho các bác B26 này. Tam bảo sắc này, tam bảo sắc hàng Điện Biên em bóc nó bị mục giá thể, em bóc này hôm qua em bán là 200.000 cho một mã. Hôm nay bác nào lấy để 150 luôn nhá. Có hai mã thôi bán lốt đi, bóc ra rồi chả nhẽ lại mang đi trồng. Thôi để lốt cho các bác rẻ. 150 cho một mớ to như thế này luôn này. Mớ này là mớ số 1 nhá, còn mớ này là mớ số 2 này. Đấy rất là nhiều luôn, một rổ to, một rổ đầy luôn nhá. Mớ số 2 này cũng để hại 150 thôi. Hôm qua là bán đây này. Toàn 200.000 đấy này. Đây này. Đấy. Mớ này là mớ số 2 nhá, để 150 luôn, bác nào lấy thì báo em. Tiếp đến là sơn thủy tiên nhé cả nhà. Sơn thủy tiên cây đột biến hoặc đậm màu, cây đột biến luôn ạ. Sơn thủy tiên đột biến các bác nhé, hoa của nó đây, màu rất là đậm và rất là đẹp luôn. Đấy, với những cái cây sơn thủy tiên bình thường của các bác thì hoa của nó sẽ không có màu này đâu. Lô này là lô cuối rồi các bác nhá, bởi vì bây giờ là hết mùa hoa rồi. Bây giờ là hết mùa hoa rồi nên lô này sẽ là lô cuối cùng các bác nhá. Bác nào chưa mua thì nhanh tay sưu tầm. Đây ạ, cây sơn thủy tiên đột biến mã này của em là dề to nhất là mã số A45. A45 này em chia sẻ là 1,6 triệu. 1,6 triệu, bác là hôm nay là em để thanh lý cho các bác 1,5 triệu nhá. Đây này, bông rất là to và đẹp, hoa đột biến nhá, họng đậm màu luôn. Một dề siêu to khổng lồ đấy, bác nào lấy hôm nay để 1,5 triệu không? Trước là bán 1,6 triệu đấy, đây thanh lý lốt cho các bác nhá. Tiếp đến thì sẽ có những cái mã như sau. Đầu tiên là mã số B mấy đây? B này là B6 các bác nhá, B6 450 này. Một dề rất là to và rất là đẹp luôn này. 450 với cái mặt hoa này, mặt hoa đen luôn nha các bác nhá. Đấy, B6 450 cho sơn thủy tiên họng đen. Đấy, và tiếp đến là một dề mã số A1 này. A1 đây ạ, A1 một dề rất là tơ, rất là đẹp luôn. Đấy, A1 đây ạ, mặt hoa của cây A1 đây các bác nhá. Em sẽ quay hoa của từng cái dề một để các bác nào thích cái mặt hoa nào thì chọn luôn các bác nhá. Bởi vì không phải là dề nào hoa nó cũng giống nhau. Đấy, rất là đẹp luôn, với cái mùa hoa như thế này hoa thơm lắm các bác nhá. Cây sơn thủy tiên rất là dễ trồng và hoa rất là thơm. Cây sơn thủy tiên đột biến mã số A1 này về giá là 380.000 các bác nhá. 380.000 này. Đấy, lên một mã tiếp theo, một dề này. A8 với giá là 550 này. Bông rất là đậm nhá, bông đậm lắm, cây rất là cao. Cây này nó phải cao đến 50 cm luôn ấy. Đấy, rất là to luôn đây này. 550 nhá các bác nhá, hoa đậm đẹp luôn. A8 550 mặt hoa đây. Đấy, lên một mã tiếp theo. Là mã số A13. A13 hoa rất là đậm các bác nhá, hoa rất là đậm luôn. Đen xì luôn đây này, phải nói là đen xì luôn. Đây, cả một dề này luôn nhá các bác nhá. Cả một dề này nó hơi cong cong nên là để rẻ cho các bác với giá là 220 cho A13 nhá. Bác nào thích họng đậm thì lấy mã này này. Đấy, lên một mã tiếp theo là B9 này. B9 nhá cả nhà. Ui dồi ôi các bác ơi, mặt hoa này, mặt hoa xuất sắc chưa? Cái lô cuối cùng mà mặt hoa em thấy còn đẹp hơn những cái lô trước. Những cái lô trước mặt hoa nó không được đậm như thế này đâu các bác. Hôm nay lô cuối mà mặt hoa lại quá đẹp luôn, đẹp hơn những lô trước rất là nhiều. B9 em chia sẻ về giá là 350 nhá. 350 một dề tơ tít luôn này, 350. Em lên một mã tiếp theo. Lên một mã tiếp theo là B2 A24 này.
A24 thì đang có lụ các bác nhé, họng đậm màu, giá là 300.000 cho A24. Đấy, đang có lụ rồi. Lên một mã tiếp theo này, mà một dề rất là tơ luôn này, A16 này. A16 này thì em chia sẻ về giá là 600.000 các bác nhé. A16 bác nào lấy hôm nay em thanh lý cho các bác 550. Cây rất là đẹp tơ tít nhưng mà nó bị tàn hoa rồi. Đấy, A16 nhé, 600.000, bác nào lấy để cho các bác 550 luôn này. Lên một mã tiếp theo là A32. A32 về giá là 220.000 này, 220.000 mặt hoa đẹp chưa? Đấy, A32 nhé, 220.000, rất là đẹp luôn. Nên một mã tiếp theo là A26 tàn hoa rồi, cũng để rẻ luôn cho các bác, về giá là 250, bảo hành mặt hoa đậm nhé. Lên một dề tiếp theo là B10 này, B10 là một dề rất là xuất sắc này, mặt hoa này, mặt hoa cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đấy, hoa rất là đẹp luôn này. B10 về giá là 500.000 các bác nhé, B10 500k, một dề rất là to luôn. Lên một mã tiếp theo là mã số B2. B2 về giá là 280.000 các bác nhé. Hoa rất là đậm, nó bắt đầu tàn rồi các bác, nó bắt đầu tàn hoa rồi. Hoa đậm màu nhá. B2 là 280.000 này. Đấy, mã này là mã B A27 này, A27 400.000 nhá. A27 400.000 này, hoa đậm, hoa họng đen đấy các bác, hoa họng đen này, thấy chưa? Nhưng nó tàn rồi. Đấy, 400.000 cho A27. Lên một mã tiếp theo là mã số thơm quá các bác ạ. B11 này, B11 này, hoa này đen xì luôn này, đẹp chưa? B11 400.000 nhé, B11 400.000 lá phát tài, B11 lá phát tài 400.000. Lên một mã A5 siêu phẩm này, mã A5 này là mã siêu phẩm các bác nhé. Họng rất là đậm và bông rất là tròn. Cái này bông tròn đều và họng rất là đậm và vẫn còn lụ nhé. Đấy, mã số A5 này, A5 này em chia sẻ với giá là 800.000. 800.000 một dề rất là to các bác nhé, một dề to và đẹp, dề này rất là đẹp, dề siêu phẩm đấy. Lên một mã tiếp theo này, mã này là mã số B5. B5 về giá là 650.000 các bác nhé, 650.000 họng đậm luôn. Đây các bác ơi, họng đen luôn này, họng đen luôn nhé, hoa bắt đầu tàn nhưng họng đen luôn này. Đấy, một dề rất là tơ luôn, 600.000 là một dề to này, về các bác trồng làm hai dề cũng được. Đấy, lên một mã B8 này. B8 này, B8 họng rất là đậm nhá, dề to đùng luôn. Đây, B8 này 500.000, 500.000 một dề rất là to luôn. Lên một mã tiếp theo là mã số A6. A6 các bác nhá, A6 đây ạ, hoa đây ạ, hoa màu rất là xinh. Hoa màu này là màu xinh lắm, màu này không phải là màu đen, màu này nó là màu bã trầu, rất là đẹp luôn. Màu bã trầu này hiếm nhất đấy. A6 này về giá 350 các bác nhá, 350. Lên một mã siêu phẩm, mã này hôm qua có bác cứ bảo em là sao mã này đẹp thế mà sao bán đắt thế. Thì đắt thì nó phải đẹp rồi. Mã này đen xì luôn các bác nhá, đen xì xì luôn. Đấy, mã này đẹp nhất, phải nói là màu hoa đẹp nhất luôn, họng đen xì luôn. Đen xì các bác nhá. Đấy, mã này là em bán là A25 750. A25 750, bác nào lấy hôm nay để các bác 700.000. Dề siêu phẩm các bác nhá, cây này siêu phẩm, các bác mua cái hàng mà đen xì như này này, người ta bán cân cho các bác phải 2-3 triệu một cân. Hàng đen xì, xì xì như thế luôn. Đây, mã này họng rất là đậm luôn, rất là đen luôn này. Mã này là mã số B1 với giá là 380, lá phát tài luôn nhá, lá phát tài luôn, 380 họng đậm màu. Với cả còn hai cái mã nhỏ nhỏ này, hai cái mã nhỏ nhỏ này là mã số A40 với giá là 180.000 các bác nhá. Một hai dề màu đỏ các bác nhá. Này là màu đỏ đậm. Đấy. A40 180 với cả cái dề này hai dề luôn nhá, một mã hai dề luôn này, 250 này. Mã số A39, 250 để các bác luôn. A39 này bác nào lấy để lốt cho 200.000, 200.000 lốt nhá. Đấy thì các bác nào đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Em xin chào tất cả các bác nha.